bỏ cho nha. Rồi dán đi, đè xuống. Một tay đè xuống. Đi làm nó bị chóc lắm, kệ không sao đâu. Rồi đi chà chà đi. Chà chà đây nè. Chà chà nghe nhớ con. Ừ. Đây nè, chỗ này nè. Dạ đến chưa? Rồi lên. Rồi tới đây. Dạ trước đi. À đó nó bị hư rồi, nó bị hụt vậy rồi rồi. Ừ. Nè, rồi đè đi chà. Vô con chà gì không? Chà mạnh mạnh lên, đè mạnh lên. Đó, tự con làm như vậy thì tự tróc vậy đi. Rồi nè, tới cái đầu máy bay nè, tới cái đầu máy bay kìa, cái đầu máy bay đây nè. Cái đầu máy bay. Được chưa? Rồi, gỡ ra đi, gỡ ra đi. Cây đó bị tróc mà không có dán lại được nữa. Rồi, đó, xong rồi. Đi dài dài nữa ba. Không, không làm lại được. Dài dài được dạ. Được đâu mà được. Con cần đi đi kì ba cha. Nè, con làm lại được không mà con làm đi. Dạ. Đó. Con dài chút cái gì ba. Để đi. Út. Ờ. Cái đó. Đi vô ra. Được cái gì để chà bằng cá giúp con. Ui. Cái gì đây nè, rớt sức rồi. Ừ. Cái này là lần cái thanh dọc thì mình phải chà dọc dọc đi nè. À. Rồi được rồi để dính à, dính vô cái đó rồi kìa. Rồi được chưa? Ừ. Dạ. Rồi. Được chưa? Nè. Được. Xong rồi. Đó. Con cá.